Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Cà phê Nhân Phẩm. Chúng ta đã thử qua rất nhiều lối chơi khác nhau trong thời gian qua, từ kiểu build lạ, dị đến lối chơi hyperroll những quân ít tiền. Hôm nay hãy cùng quay lại với một team cơ bản, chuẩn chỉ mà đang có tỷ lệ thắng hàng đầu trong phiên bản 12.1. Đó chính là nhà phát minh, thuật sư với bộ đôi Seraphine, Ariana Carey. Việc người ta dùng hai quân 4 vàng kia làm carry cũng không phải là không có lý do. Seraphine vừa được giảm mana từ 160 xuống 150, đồng thời sát thương kỹ năng tăng ở cả 3 mốc. Do đó giờ đây khả năng spam chiêu của cô ta hơi bị bá đạo, vừa hồi máu cực mạnh, vừa gây rất nhiều sát thương. Trong khi đó, Orianna đã hai phiên bản liên tiếp được giảm mana từ 150 xuống 130, do đó cô ta có thể tung chiêu từ rất sớm, tạo tiền đề giao tranh cực tốt. Nói thì nghe bá thế thôi, nhưng anh em đánh team này cũng dễ ăn top 8 lắm luôn. Bởi vì team mạnh mà, nên nhiều người tranh, roll ra đủ cờ không phải là dễ đâu. Cho nên trước khi chơi, hãy xem xét cho thật kỹ đã nha. Về nâng cấp, anh em có thể lấy các nâng cấp riêng của nhà phát minh và thần tượng. Trong đó, cái tự hồi phục sẽ rất khó chịu khi liên tục cho quân lính máy sống lại. Mà Seraphine lại được xếp trong góc, nên cô ta gần như sống đến cuối cùng. Do đó, lính máy hồi phục được nhiều lần nhất. Với nâng cấp thần tượng thì bởi vì chúng ta kích được mốc 2, nên nội tại hồi mana sẽ cực kỳ có lợi. Do đó, chia sẻ hào quang hoặc song ca đều là những bắp rất nên lấy. Tiếp đó, anh em có thể lấy tiếp tế trang bị, hộp Pandora hoặc nhà máy tái chế. Chúng sẽ giúp chúng ta có những món đồ thật chuẩn, vì team này rất cần đồ chuẩn. Anh em cũng nên lấy nhất thống để bổ sung thêm một lượng sát thương kha khá cho cả team. Sương sương thì là như vậy, team này không quá phụ thuộc vào các nâng cấp đâu anh em ạ. Rồi, giờ cùng đến với đội hình chính nha. Chúng ta có Ezreal, Zilin, Heimerdinger, Seraphine, Jayce, Taric, Janna và Orianna. Nếu có ấn nhà phát minh, anh em có thể hướng đến mốc 7 bằng cách bỏ bớt Taric thay bằng Sinh. Ngoài ra, team này nếu khó kiếm Jayce quá thì hãy quay về mốc 3 nhà phát minh, thay Ezreal, Jayce bằng Blitzcrank, Brom để có dàn chắn cứng cáp hơn nha. Như đã nói, cây đinh trong team này là Seraphine, do đó anh em hãy cố tìm bộ trang bị chuẩn nhất cho cô ta. Thương Sojin là món nên có để spam chiêu. Tiếp đến là Quyền Trượng Thiên Thần. Món này vô cùng đáng sợ bởi vì đội hình kéo về cuối game với khả năng hồi máu mạnh sẽ tích được rất nhiều sát thương. Món cuối nên dùng Quỷ Thư để đốt máu đối thủ và gây vết thương sâu. Nhưng nếu ra nhiều gậy quá khổ, anh em có thể thay Quỷ Thư bằng Mũ Phù Thủy hoặc Cương Bảo Thạch, chuyển Quỷ Thư qua cho Orianna. Với Ori, quân này sẽ đóng vai trò hộ công là chính, nên anh em trước hết phải lấy một cái vuốt ma ám để bảo kê chủ lực không bị bít quanh kéo. Tuy nhiên, trước khi lắp vuốt thì hãy check xem ô thần tượng ở đâu. Nếu nằm ở hàng sau mà không phải trong góc thì cho Seraphine tận dụng, bỏ một quân khác vào góc. Khi đấy chúng ta cũng không cần lắp vuốt mà ám nữa. Nhưng món tiếp theo nên bỏ cho Ori là chén sức mạnh, hai cái thì càng tốt, để buff cho Seraphine gây sát thương. Dàn trên thì chúng ta dùng Jayce làm tranh chủ lực, hoặc là Brom nếu đánh vệ sĩ. Hãy lắp giáp gai, vuốt rồng hoặc giáp máu, thú tượng. Món thứ ba nên lấy nỏ sét để giảm kháng phép các kẻ địch ở gần. Ok, giờ cùng nhau triển khai nào anh em. Team này đầu game anh em ưu tiên lấy nước mắt, càng nhiều càng tốt vì chúng ta cần từ 2 đến 4 cái cho carry. Cũng có thể lấy gậy quá khổ cũng được. Hãy khởi đầu với team Yordle cho Ziggs cầm đồ Seraphine. Sau đó khi ra được 20 Dinger thì anh em có thể kết hợp 3 nhà phát minh, 3 Yordle hoặc là 3 nhà phát minh, 3 hỏa kỹ. Những team này rất dễ giữ máu và team chuẩn thì sẽ có chuỗi thắng khá là ngon. Giai đoạn giữa game, anh em có thể tích tiền nếu team đã mạnh, hoặc lên cấp 6 ngay sau bãi đá và cấp 7 ngay sau bãi sói cũng được. Chúng đều phụ thuộc vào việc chúng ta mạnh hay yếu. Nếu yếu quá bị đẩy máu thì phải lên cấp thôi. Cũng lưu ý mua thêm Blitzcrank để sẵn trên hàng chờ, phòng trường hợp không roll được Jayce nhá. Khi có Taric thì chúng ta đưa vào team để kiểm tra vị trí ô hào quang, từ đó còn tính toán các bước đi tiếp theo. Đến cuối game thì anh em lên cấp 8, bắt đầu roll để tìm Seraphine 2 sao và kiếm thêm Jayce. Phần còn lại, anh em dựa theo tình hình để xoay qua 7 nhà phát minh hoặc chuyển qua 2 vệ sĩ làm tranh theo phần đội hình mình đã đề xuất. Tất cả phụ thuộc vào tình huống trận đấu nha. Chủ yếu vẫn là Seraphine và Orianna đồ chuẩn để có gánh được team. Ngoài ra, khi gặp 6 hoặc 8 thách đấu thì thường sẽ bị chém cho tan nát, nên lưu ý tìm cách giảm bớt thiệt hại khi đụng độ chúng nha. Ưu điểm: team dễ chơi, sức mạnh ổn định, các chủ lực đều được buff nên khả năng carry cao. Nhược điểm: bị tranh giành quá nhiều, phụ thuộc rất nhiều vào trang bị. Và đó là đội hình Seraphine Carry hiện đang đứng top đầu meta 12.1.
con số thì không biết nói dối. Team này rõ ràng rất mạnh, tuy nhiên vì chúng bị tranh giành quá nhiều, nên việc chúng ta lao đầu vào có thể dẫn đến những hậu quả rất đau lòng. Do đó hãy xem xét tình hình, cảm thấy thuận thì đánh, không thì thôi nha anh em. Chúc anh em thật nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.